Vâng, Tâm xin kính chào quý anh chị theo dõi kênh cũng như các anh chị khách hàng nhà đầu tư. Thì trong ngày 24 tháng 9 vừa qua, cách đây khoảng một tuần, thì cái tuyến đường vành đai 3 đã khởi công đoạn thành phần 1A đi từ Nhân Trạch qua thành phố Hồ Chí Minh. Thì do cũng có một số công việc nên bây giờ Tâm mới làm cái clip được. Bởi vì đây là một cái tin thực sự rất là nóng, và đây là một cái công trình giao thông quan trọng. Phải nói là những công trình giao thông quan trọng nhất của huyện Nhân Trạch. Nếu tính theo độ quan trọng thì nó chỉ sau cầu Cát Lái qua quận 2. Nhưng mà cái cầu Cát Lái qua quận 2 thì nó không nằm trên một cái đường vành đai và có nhiều yếu tố nên nó chưa khả thi ngay, trong một thời gian cũng phải khá dài nữa. Nên hiện tại vành đai 3 là tuyến đường quan trọng, và quan trọng nhất là nó khả thi và nó đã chính thức khởi công anh chị, và nó tác động hiện tại là lớn nhất tới sự phát triển của huyện Nhân Trạch. Huyện Nhân Trạch là có vị trí địa lý là, nếu anh chị nhìn trong bán kính từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh, là anh chị vé một vòng bán kính ra khoảng tầm 25 km, thì huyện Nhân Trạch có phần gần hơn so với các quận huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Và nó sát ngay bên trung tâm hành chính tài chính mới của thành phố Hồ Chí Minh, đó là quận 2. Cái việc kết nối cái cầu vành đai 3 quận 9 Nhân Trạch thì nó sẽ thúc đẩy nhiều tới phát triển về giao thông, về kinh tế, xã hội. Nó rút ngắn được rất nhiều cái thời gian và cái chi phí so với việc anh chị và các người dân đi lòng vòng thông qua các tuyến quốc lộ, hoặc là cao tuyến quốc lộ 51, hay là cao tốc Long Thành Dầu Dây, hay là đi phà Cát Lái, thì nó thuận tiện và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí tiền bạc khá là nhiều. Và đặc biệt là khi mà rút ngắn cái khoảng thời gian di chuyển và việc di chuyển thuận lợi hơn, thì cái thị trường bất động sản ở Nhân Trạch nó cũng sẽ được lợi, hưởng lợi rất là nhiều. Thì cái tuyến đường vành đai 3 như anh chị nhìn trên cái bản đồ này, thì nó đây nguyên cái đoạn màu xanh này là cái tuyến thuộc vành đai 3 nha anh chị. Thì anh chị biết vành đai là nó sẽ khép kín, thì ở đây là nó khép kín bằng một đoạn còn lại là từ cao tốc Bến Lức Long Thành, không phải cao tốc Trung Lương nha anh chị. Bến Lức Long Thành, cái đoạn nếp đất này, không phải cái đoạn đường này đâu. Đây là tuyến đường Mai Chí Thọ và tuyến đường Võ Văn Kiệt và đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn đây là cái tuyến nét đất này anh chị đang làm, mà làm cũng khá lâu rồi và đã từng hoãn tạm dừng, và bây giờ là chuẩn bị thi công lại do thiếu vốn. Đó là tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành, đó chính là đoạn khép kín của vành đai 3. Nó sẽ cắt tại Nhân Trạch ở điểm này và nó ra quốc lộ 51 và đi sân bay Long Thành sau này. Thì cái đường vành đai 3, cái đoạn mà chúng ta trao đổi đó chính là cái đoạn 1A, thành phần 1A là cái đoạn từ Tân Vạn, là vị trí này anh chị,
tiếp giáp với xa lộ Hà Nội thuộc Tân Vạn, và nó Đồng Nai và giáp Dĩ An. Nó sẽ kết nối, đây là cái vị trí cầu quận 9 Nhân Trạch vành đai 3, và tuyến đường vành đai 3 sẽ khởi công từ điểm này, nút giao của cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì đó là về cái vị trí cái đoạn đường làm, và anh chị hình dung hơn về cái tuyến đường vành đai 3. Còn cái quá trình làm thì theo thông báo của Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh và từ Trung ương thì cái tuyến đường này sẽ làm trong khoảng gần 3 năm anh chị. Bây giờ công tác giải phóng mặt bằng thì còn vướng rất là kha khá nhiều, nhưng mà chủ yếu ở những cái đoạn còn lại thôi. Còn đoạn 1A này thì công tác giải phóng mặt bằng thì cũng đã bắt đầu, tâm nhớ là từ năm ngoái, là một số anh chị ở Nhân Trạch đã cầm được cái phiếu để lên nhận đền bù giải phóng mặt bằng. Không biết tiền thì đã đền bù ra chưa? Theo thông báo thì từ tháng 10, hình như tháng 10 năm nay là bắt đầu chi và giải phóng nốt một số vị trí còn lại. Thì cái tuyến đường này vì nó có ý nghĩa về kinh tế và phát triển quá quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh và Nhân Trạch, nên đã được đốc thúc khởi công sớm. Thì thực tế thì như anh chị cũng biết thì các tuyến đường thì thường nó sẽ làm và nó sẽ trễ ở Việt Nam và ở khu vực Nam hay Bắc cũng vậy, thì thường sẽ trễ hơn so với tiến độ mà mình kế hoạch đề ra. Thì đây 3 năm thì tâm lý chắc cũng phải mất 4 đến 5 năm, tức là phải cũng phải 2026 27 thì mới thông đường được, bởi vì nó có một cái đoạn công trình là cầu thì nó cũng thi công, thì nó cũng sẽ các cái hạ tầng kỹ thuật gói thầu nó sẽ phức tạp hơn. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một tin tích cực và là một cái niềm mong mỏi của người dân Nhân Trạch. Thì cái rất nhiều báo đưa tin anh chị đây này, khởi công đây, đây là hình ảnh khởi công tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Là dự kiến hoàn thành sau 3 năm này. Đây là cái đường mà vành đai 3 nó rõ hơn, tức là nó đã gộp cái phần cao tốc Bến Lức Long Thành, cái đoạn này, đoạn trắng này vào luôn cái vành đai 3. Thì cái việc khởi công vành đai 3 này và tâm muốn chia sẻ với anh chị đó là nó tác động cái đoạn chủ yếu, cái đoạn thành phần 1A này nó tác động tới cái thị trường bất động sản Nhân Trạch, cái giá bất động sản Nhân Trạch như thế nào là chính ở trong cái clip này thôi. Thì cái việc làm vành đai 3 khi nó hoàn thành thì tất nhiên là trong cái quá trình làm và cái tin tức là giá bất động sản nó đã tăng rồi anh chị. Thường khi làm xong thì nó chỉ còn dư địa tăng một xíu thôi, và thực tế thì nó cũng giống như một công trình, anh chị mà mua chung cư hay gì đó thì thường mua ngay lúc đầu và nó sẽ tăng giá dần dần, và đợt cuối bàn giao thì nó mới tăng giá thêm một ít nữa. Cái đường vành đai 3 này nó sẽ giúp cái việc di chuyển của anh chị tiết kiệm thời gian khi đi qua phà, và khi đi cao tốc Long Thành Dầu Giây mà vòng vào thì nó tiết kiệm khoảng tầm 15 đến 20 phút theo như cái việc di chuyển khá nhiều, thì tầm rút ngắn nó lại, nó được khoảng tầm 20 phút di chuyển tiết kiệm. Cái quãng đường di chuyển thì nó cũng xuống được khoảng
ít thì cũng phải tầm 5-7 cây anh chị, là ít. Tâm lý nó tiết kiệm nhiều hơn. Đối với nếu mà đi phà thì khoảng 5-7 cây, chứ mà đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, kể cả anh chị xuống 319 đi vào trung tâm thì nó cũng phải xa hơn khoảng hơn chục cây, 10 12 cây. Còn nếu đi vành đai 3 là anh chị rẽ ở trước cái trạm thu phí Long Phước ấy, thì anh chị sẽ rẽ phải thì nó sẽ thuận tiện hơn và gần hơn rất nhiều. Và đặc biệt thì từ hai cái mức thời gian và quãng đường như vậy thì anh chị cũng tiết kiệm được tiền bạc. Không rõ cái việc làm trạm thu phí thì bao nhiêu, nhưng mà nó ít nhất nó cũng sẽ tiết kiệm được cho anh chị nhiều thứ, hầu như mọi thứ luôn. Thì tất cả các anh chị mà làm ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mà không mua nổi bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh thì qua Nhân Trạch mua với cái giá rẻ hơn rất nhiều anh chị. Thường cá nhân Tâm thấy thì nó rẻ hơn, nếu mà đất thổ cư nhá, mình chỉ bán thổ cư thôi, thì nó rẻ hơn khoảng 6-7 lần, 6-7 lần cho đến 10 lần. Đó là cái mức chung. Thì như vậy là nó sẽ thu hút dân cư về ở Nhân Trạch, và việc di chuyển đi làm nó chỉ còn khoảng tầm 30 phút đấy. Nếu mà anh chị đi như vậy thì khoảng 30 phút thì nó rất là thuận lợi, và dân cư khu vực Nhân Trạch nó sẽ hút mật độ dân cư cao hơn, tỷ lệ dân cư cao hơn. Từ đó cái giá bất động sản đang rẻ thì nó cũng sẽ tăng tốt hơn. Còn về cái một số thông tin về tăng giá thì chắc chắn nó sẽ tăng giá anh chị, nhưng mà trong cái bối cảnh thị trường bất động sản hiện tại thì liệu cái vành đai 3 này nó có tăng giá cái bất động sản ở Nhân Trạch được không? Thì ở Thành phố Hồ Chí Minh là hiện tại là giá bất động sản khu vực quận 9, mà khu vực tiếp giáp vành đai 3 như là Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước thì nó không tăng rồi đó anh chị, do thị trường chung mà. Và thực tế nếu thị trường chung tốt thì bất động sản của khu vực này nếu mà làm vành đai 3 thì nó cũng tăng ở một tỷ lệ rất là nhỏ, không tăng nhiều, bởi vì ý nghĩa thực sự của nó nằm ở Nhân Trạch nhiều hơn, và chủ yếu là mặt gần cái vị trí kết nối với vành đai thì nó tác động nhiều hơn. Và đường vành đai thì tâm lý sẽ không có cái chuyện mà cắt ngang cắt dọc ở trên đường vành đai nó dễ dàng được, nó tương tự như cao tốc anh chị, nhưng mà nó sẽ có, theo thông tin thì nó sẽ có làn đường cho xe máy nữa, thì nó gọi là tiện lợi cho việc lên xuống hơn là cao tốc. Nhưng mà không có nghĩa là anh chị là có nhà ở mặt tiền hay là gì đó là anh chị hưởng lợi, bởi vì một số cái vị trí mặt tiền mà ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và hình như cũng cả nước rồi, nếu mà khi làm tuyến đường thì nó có một cái vị trí đất ở sát đường thì gọi nó là đất quy hoạch, không nhớ nó quy hoạch gì nhưng mà quy hoạch lợi thế hình như là vậy, là cái phần đất đó là anh chị sẽ được nhà nước đền bù thu hồi và sẽ phát triển các dự án bất động sản ở mặt tiền. Thì đấy cũng là một cái hướng đi tốt về quy hoạch và tận dụng được cái lợi thế về làm giao thông và các tuyến đường quan trọng, từ đó lấy chi phí để lấy cái những cái quỹ đất đó, quỹ đất lợi thế đó để đem đi đấu giá, hoặc là chắc chỉ có thể đấu giá thôi cho các doanh nghiệp bất động sản vào làm, thì từ đó lấy được ngân sách để bù lại ngân sách làm, hoặc là để phát triển các công trình hạ tầng kinh tế xã hội khác. Nhưng mà trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện tại thì anh chị biết là từ cái tâm làm thời điểm này có khi là hợp lý hơn ngay cái hôm mà làm đường vành đai 3. Thì hôm thời điểm này là sau 1 tuần thì Tâm cập nhật thông tin tình hình giao dịch và tình hình thị trường bất động sản ở khu vực thành phố Thủ Đức và khu vực Nhân Trạch cho anh chị luôn. Thì nó có một cái số cái thông tin như là tình hình giao dịch thì có cải thiện anh chị,
có cải thiện một ít. Tất nhiên không nhiều bởi vì thị trường chung hiện tại thì rất là xấu và giá thì đang giảm và rất là trầm lắng. Gần như là trước khi cái thông tin vành đai ba này làm thì gần như là không có giao dịch, rất là ít, rất rất ít, và giá cũng giảm khoảng tầm 10%, một số thì 15%, một số thì phải tới 25 rồi anh chị. Thì bây giờ thì cái lượng giao dịch ở bên khu vực quận 9 thì nó không cải thiện nhiều nhưng mà cũng có cải thiện. Cái giá bán thì nó vẫn chứng, có giảm một chút xíu, khoảng tắc chắc khoảng tầm 3%, 5% so với thời điểm đầu năm sau Tết. Còn ở Nhân Trạch thì cái tình hình giao dịch thì nó cũng có thanh khoản một ít, có giao dịch nhưng giá bán thì vẫn ở mức giảm chứ không có tăng hay là được hưởng lợi tích cực nhiều. Nếu mà thời điểm làm vành đai 3 này mà xảy ra vào những năm 20, 19, 20, 21 thì chắc chắn là giá đất sẽ được đẩy đẩy lên, sẽ được giới đầu tư và môi giới có đất sẽ đẩy lên, thì cái giá của nó sẽ tăng, và cái lượng người khách hàng quan tâm thời điểm này thì cũng gần như là rất ít anh chị. Người ta vào thế là phòng thủ hết, nhà đầu tư hoặc là bán ra, chứ còn nếu mà rơi vào thời điểm trước thì họ sẽ tất tay và thậm chí là full vay ngân hàng để đầu tư ngay. Thì do đó là thị trường có làm vành đai 3 thời điểm hiện tại mà trúng cái thị trường chung nó xấu thì theo tâm thì vành đai 3 này nó chỉ đỡ giá, tức là hạn chế cái việc giảm giá sâu của cái khu vực này. Và khi làm vành đai 3 này thì anh chị nên mua đất nào thì cũng khó nói anh chị, bởi vì những cái vị trí mà gần vành đai 3 mà trong diện đền bù thì nó cũng có mức đền bù hợp lý rồi, nó không như trước nữa. Nên anh chị mua những cái loại đất cây lâu năm hay là đất thổ cư mà sát đó thì mua trước rồi thì cũng ok. Còn hiện tại thì anh chị theo tâm thì anh chị nên mua đất thổ cư, và trong bối cảnh thị trường này thì anh chị mua đất có sổ là an toàn nhất. Nhưng mà mua với cái mức giá thì cũng phải được chiết khấu và được giảm trước anh chị, bởi vì từ nay đến cuối năm thì rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng và đều nhận định do cái môi trường chính trị chung, cái tình hình kinh tế rồi áp lực tăng lãi suất là chắc chắn có anh chị, rồi cái giá bất động sản đã cao thì cái thị trường chung của bất động sản gần như là sẽ giảm cho đến quý 1 năm sau, và đặc biệt là cái room tín dụng nhà nước thì không không nới nữa, và cái room cho bất động sản thì gần như là đã hết, và qua năm còn có nhiều những cái bất cập hơn và những cái khó khăn hơn, đó là các cái doanh nghiệp bất động sản thì sẽ phải đến hạn đáo nợ trái phiếu. Cái này anh chị đọc báo anh chị cũng thấy rồi, các trang báo về tài chính thì nó đều có cả. Thì đến thời điểm từ nay đến đó thì khả năng thị trường còn khó khăn, nhưng mà Nhân Trạch được hưởng lợi từ cái vành đai 3 này là cũng là một tin đỡ rất là tích cực rồi. Còn một số anh chị thì có nhắn cho Tâm hỏi thì bây giờ nên mua hay là nên bán ra. Một số anh chị cũng mua rồi thì hỏi bán ra được không, thì cái này cực kỳ rất khó trả lời, bởi vì nó tùy thuộc vào cái tình hình tài chính của anh chị và cái số tiền anh chị đã phân bổ cho bất động sản là bao nhiêu. Thì hiện tại thì thực tế luôn thì một số anh chị ở khu vực hút xây dựng Hà Nội mà Tâm bán nhiều nhất thì đó là nhiều anh chị cái mức giảm giá mà ngày trước đó, thì anh chị đã tận dụng thông tin này và có giảm thêm một xíu xíu nữa để bán ra để thu tiền mặt về, bởi vì theo những cái anh chị này, cái nhà đầu tư này thì
cái thị trường sắp tới thì nó sẽ khó khăn và giá sẽ giảm, nên họ quyết định bán luôn, cắt 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 cái phần lợi nhuận bán luôn chứ họ không lỗ nha anh chị, bởi vì họ mua từ cái thời điểm mà lúc đó tính ra là nhà vườn mà chính xác là lúc đó mua là 7 triệu, 7 triệu năm 2020, cuối 2020, thì bây giờ cái anh đó anh bán ra là lúc đỉnh điểm anh chị là nó lên tới 11 triệu, thì bây giờ anh bà vừa bán xong là giá 10 triệu. Hiện tại thì nếu anh chị quan tâm thì Tâm còn khoảng 4 nền giá 9 triệu 7 cho 280 mét, 285 mét nha anh chị, 300 mét thì 9 triệu 7, tức là mức giảm nó lên tới triệu mấy, đỉnh đỉnh sốt là nó lên tới 11 triệu rưỡi anh chị, tính ra là triệu 7 đến 2 triệu một mét là tính ra 5-600 triệu một nền anh chị, mức giảm là rất là nhiều, nên Tâm nói là nó khoảng tầm 17-20% rồi đấy. Thì vẫn đang còn một số nền, thì nếu anh chị bán anh chị mua thì vẫn có thể tiếp cận được, thì giá nó cũng khá là ổn, mức giá rẻ so với thành phố Hồ Chí Minh thì nó rẻ hơn khoảng 6-7 lần đối với cái loại diện tích đó. Còn một số anh chị mà thấy cái thông tin vành đai 3 thì anh chị quyết định lại không bán, ngược lại hoàn toàn, tức là anh chị sẽ có cái nguồn vốn trường trường vốn dài hạn, thì anh chị sẽ giữ, quyết định giữ, và cái đấy thuộc phụ thuộc vào cái tình hình tài chính là quan trọng nhất, tài chính cá nhân của mỗi gia đình của anh chị, thì những anh chị này quyết định giữ lại, anh chị không xê dịch thị trường. Và hầu như Tâm thấy là dù thị trường có biến động khoảng 50% trong rất là nhiều lần, khu vực này thì nó khoảng 3 lần thị trường mà biến động như vậy rồi, cộng trừ 50% là quá nhiều, thì những anh chị đó không quan tâm anh chị, họ đã đầu tư và họ xác định dài hạn. Còn một số thì kể cả có tin vành đai 3 này thì họ không có gấp gáp vốn gì, thì họ vẫn giữ và họ đợi vành đai 3 mà làm. Ví dụ như anh chị thấy nếu mà hình thành cái cầu lên rồi thì chắc chắn trong quá trình làm thì giá vẫn sẽ tăng, tùy tình hình thị trường chung, nhưng mà Tâm đã giải thích trước rồi, thì bối bối cảnh chung thì xấu, nhưng mà khu vực này thì có cái tuyến đường quan trọng, hạ tầng thì nó vẫn còn tốt, thì đó là quyết định của mỗi anh chị nhà đầu tư. Thì Tâm trao đổi qua về cái thông tin về cái tuyến đường vành đai 3 và cái tác động của nó tới nhân trạch, tới thị trường bất động sản, và cập nhật cái tình hình thị trường bất động sản sau khi kết thúc vành đai 3, cái quá trình khởi công vành đai 3 kết thúc trong vòng 1 tuần. Rồi Tâm cảm ơn anh chị đã theo dõi. Nếu anh chị có nhu cầu mua đầu tư bất động sản hay là ký gửi bất động sản thì cứ nhắn cho Tâm. Tâm xin cảm ơn.